À, chúng ta mỗi ngày lên cái đạo tràng không chung này mình tu tập, có khi những đức ngồi suy nghĩ mình có tâm mà muốn đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu, và quý vị cũng có cái tâm muốn niệm Phật đi cầu sanh cực lạc. Hai cái nhân duyên này nó kết hợp là quý vị mà mình có được cái nếu nói rõ ràng ra đây cũng như một ngôi chùa, mà ngôi chùa này nó mở rộng rất là lớn, và ai cũng tại nhà mà cũng vô chùa này để tu được. Thì ngồi suy nghĩ ngôi chùa này quá thù thắng, ở tại nhà mà vô ngôi chùa tu được. Thấy không? Rồi mỗi ngày dụng công tiện lợi tu hành mà cũng không có cần đi đâu xa, rồi cũng lo được cho chuyện gia đình của mình, lo cho gia đình làm ăn đồ được hết luôn, mà tới giờ sắp xếp được thì cái vô ngôi chùa này tu thôi. Vì ngồi suy nghĩ ngôi chùa này quá thù thắng quý vị, thấy không? Mà vô ngôi chùa này cũng không có kêu gọi cúng dường gì luôn nữa, thấy không? Nó rất là hay quý vị. Chắc là mình có một cái tâm mà muốn đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, rồi quý vị thì cũng muốn có một cái nơi mình đến mình niệm Phật. Bây giờ Phật A Di Đà ngày cho mình một cái ngôi chùa gì đặc biệt quá, nói quý vị ngồi suy nghĩ đi. Mà từ khi mà ngôi chùa này mà mọc lên tới giờ, quý vị dũng mãnh tinh tấn tu hành. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ, đâu phải dễ cắt cái ngôi chùa, mà cắt xong ngôi chùa thì cũng chưa chắc có được cái lượng người này ở trong chùa tu. Mà có cái lượng người này trong chùa tu cũng chưa chắc quản lý nổi ngôi chùa mà đông người gì. Rồi còn phải lo cái kinh tế cuộc sống cho bao nhiêu con người này. Mà ngôi chùa này cũng như hư không vậy đó. Mà mình vô hư không mà mình sử dụng được, mà mình lại mỗi người tự lo cá nhân của mình, không dính dáng gì hết luôn. Rồi mỗi người mình rất tiện là ở tu hành, không cần phải đi đâu xa, khỏi kẹt xe gì tùm lum tùm la nữa. Trong cái thời cuộc này vậy đấy. Cái này như Đức nghĩ chỉ có Phật A Di Đà sắp xếp cho mình. Nên hình thành được một cái ngôi tam bảo gì đó mà quá đặc biệt. Mà cái ngôi tam bảo tổng thể phát triển ra rất nhiều ngôi tam bảo nhỏ, là từng gia đình là ngôi tam bảo nhỏ ấy vị. Còn đây là một ngôi tam bảo tổng thể lớn, mình chỉ cần bấm mã số cái vô cái ngôi tam bảo này tu tập, ngồi tại nơi nào dù trong nước ngoài nước chúng ta vẫn là được tu hành, rồi tu xong mà được tâm sự nhau nữa chứ, nhắc nhở nhau niệm Phật, rồi nhắc nhở nhau trong cuộc sống này này kia rất là tiện lợi. Đây là cái mà những đức thấy cái ngôi tam bảo này quá thù thắng, nhớ nghe quý vị. Nên lúc mà Đức Phật còn tại thế có một công đoạn mà chúng ta kể lại, khi bà Ma Ba Tuần mà đến nói Đức Phật rằng tôi quyết tâm phá cái đạo của ông, nên Đức Phật nói rằng cái đạo của Phật là cái đạo giải thoát. Mỗi một con người phát tâm tu thì đó là chân tâm bản tính, chỉ cần phát một cái thiện tâm là nó nằm trong tự tánh hết, không có phá được. Thì Ma Ba Tần nói rằng là nhưng về sau tôi thị hiện những người tu giống đệ tử của ông để mà châm chích châm thọt với nhau ở trong cái hàng ngũ của ông, nhưng mà lại phá cái hàng ngũ của ông được không? Thì Đức Phật lúc đó ngài rơi nước mắt, vì ngài biết rằng cái đời sau này nếu mà Ma Ba Tần mà tính đến cái mức đó thì những người tu của mình đời sau này khó lắm, rất là khó. Nên quý vị thấy bây giờ những người tu của chúng ta mình có khi đối lập pháp tu với nhau, cái này mình nên ngồi suy nghĩ lại quý vị. Nếu mình muốn cho đạo pháp mình thịnh vượng,
Vì mỗi người mình nghe đạo, mình chắc chắn mình muốn đạo pháp thịnh vượng, mình muốn bất cứ một cái pháp tu nào thịnh vượng lên, dù là tu thiền, tu mật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật hay là hộ niệm, điều mình muốn cho chúng sanh được lợi ích thôi. Bây giờ nếu như chúng ta muốn cho cái đạo pháp mà mình là đệ tử của Đức Phật, mà mình cảm ơn Phật, mình muốn cho cái đạo pháp của Phật thịnh vượng lên, thì những người biết niệm Phật, biết tu của chúng ta, những người nghe đạo của chúng ta phải biết hòa hợp và phải biết quý trọng nhau, không được đối lập với nhau. Thì đó mình thật sự mình mới cảm ơn Phật. Và Ma Ba Tuần không có cơ hội để len lỏi trong cái đạo pháp của Phật, để phá hoại cái đạo của Phật. Còn nếu như bây giờ mình niệm Phật á, mà nó cũng đối lập nhau, ông tu cái này, ông tu kia, ông tu cái nọ, tôi tu cái này là thù thắng nhất, ông tu dở hơn tôi, cái này của tôi mới thành tựu giảng sanh, ông không được giảng sanh. Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ, mỗi người nó có duyên cái việc. Tự nhiên mỗi người có một cái nhân duyên giúp một số người. Ví dụ như người này với người này nó có duyên thì người này nó theo người này à. Người này với người này nó có duyên thì người đó nó sẽ theo người đó à. Nghĩa là có những con người mình nhìn họ không có tu hành gì đâu, nhìn họ kỳ cục lắm, nhưng mà họ cũng có một số người đi theo nữa. Họ làm cái gì cũng có một số người đi theo. Tại vì sao? Vì cái nhiều đời nhiều kiếp, những người mà đi theo họ cũng đã từng dẫn dắt họ sai lầm, nên bây giờ họ dẫn dắt lại thôi. Đó là cái duyên nó trong lục đạo luân hồi nó cứ quay hoài. Mình mà hiểu nguyên lý này rồi, bản thân mình tự nhiên nó thông cái tâm là mình không có chen vào nhân quả người ta. Nên nó là người tu hành không mê trong nhân quả là gì thế. Mình thì mình thấy mình xót xa, thấy chàng nó tội nghiệp ghê, nó đi tầm 7 tầm 3 rồi mà đi theo con chi, mình phải tìm cách làm sao mình dẫn nó ra lại mà không có được. Tại vì cái nghiệp duyên của người ta nó chồng chất với nhau, nó xoay chuyển với nhau, nó không có thể nào mà mình nói mà họ nghe, mà mình nói khi nó còn hận mình thêm nữa. Mình mà đụng tới cái người mà họ thích là họ sẽ ghét mình, thấy không? Bởi vì mình mà tỉnh thì con người mình sẽ thấy rõ ràng lắm. Nhưng mà lúc mình mê bản thân mình cũng sai luôn. Nên trong lục đạo luân hồi này, con người của mình sống trong cõi này có lúc sáng có lúc tối. Nên thầy của Tổ Sư Đạt Ma lúc mà gặp ngài nói, ông phải rèn luyện thêm cái trí quan của ông sáng suốt. Lúc thì sáng suốt quá, lúc thì mê quá. Con người mình làm gì đó quý vị? Lúc mình rất là sáng, mình nói rất là rõ ràng cái sự mà hòa hợp. Nhưng có những lúc bản thân mình mê hoặc thì mình nói về sự đấu đá. Nếu như mình mà cứ nói hòa hợp hoài thì bản thân mình giác ngộ rồi. Nên có những lúc con người mình nó bực tức một cái gì là nó trở thành mê liền, tối tâm liền. Nên nó ngăn chặn cái trí, mình không phát triển được. Nên những đức nói rằng là nếu như chúng ta muốn cảm ơn Phật Bồ Tát, cảm ơn chúng sanh, thì bây giờ mỗi một người tu chúng ta nên làm tròn trách nhiệm của chính mình cho tốt đi. Từ gia đình, từ đoàn thể. Có nghĩa là đừng nên đối lập nhau, cũng đừng nên nói xấu nhau, thì đạo pháp tức khắc hưng thịnh liền, chắc chắn luôn. Tại vì mỗi người có một cái nhân duyên giúp một số chúng sanh. Thí dụ như bây giờ những đức từ trong chùa bước ra, những đức có cơ hội tự nhiên sao có được cái đạo tràng trên không trung này. Bây giờ mỗi ngày số lượng người vô tu rất là đông, mà tạo điều kiện cho nhiều Phật tử mà tại gia đình mà được ở nhà tu luôn. Thì những đức tin chắc rằng tất cả quý thầy xây chùa chiền đều là mong muốn làm sao cho Phật tử có cơ hội được tiếp nhận Phật pháp, được tu hành và hướng đến giải thoát. Thì bây giờ những đức thấy cái thời cuộc này mà gì những đức thấy cũng phù hợp. Tại vì con người ta quá cực khổ, kiếm tìm chén cơm manh áo không đơn giản. Thì tự nhiên cái này cũng không phải những đức nghĩ được, tại vì những đức đâu có gành về mà cái mạng truyền thông này hay cái suy nghĩ mấy vụ này đâu. Tự nhiên người ta khơi dậy những đức làm luôn vậy đó. Rồi làm thì cũng làm được. Thì những đức nghĩ rằng đây là chắc là Phật A Di Đà ngày gia hộ cho mình. Trong thời cuộc này ông phải giúp chúng sanh niệm Phật bằng cách này. Thì giờ những đức cố gắng, những đức làm cách này thôi, nhiệt tình hết mình. Nên những đức thấy đây là một cái đạo tràng rất đặc biệt. Không phải là mình lập đạo tràng này mà mình tán thán quá đáng, nhưng mà những đức thấy rất là đặc biệt. Mà chính bản thân những đức ở trong đạo tràng này, những đức đặc biệt nữa nè. Vì ngày nào những đức cũng tu 5-6 thờ, không có bao giờ mà hồi đó giờ 15 năm mà những đức đi tu mà những đức được gì. Tuy là cũng biết tịnh độ là thù thắng, nhưng mà mình lại không có hành trì, nên không có cảm giác được có vật hiệu sao. Thấy không? Nên trong cái thời cuộc này chúng ta may mắn thay mình được cảm nhận, cảm thọ được cái pháp môn niệm Phật này sao. Đây cũng là một nhân duyên phước báo của chúng ta mà thích niệm Phật đó quý vị, hình thành ra một cái đạo tràng này. Và những đức nghĩ rằng
Nếu như cái đạo tràng này nó lan tỏa ra từng gia đình thì cái pháp môn tịnh độ này đúng là thù thắng, chúng sanh sẽ được lợi rất là lớn. Và tại một cái gia đình nó sẽ ảnh hưởng con cháu gì, những đức thấy ngồi đây nè, ông bà cha mẹ con cháu ngồi chung nha, cái sự ảnh hưởng đó quý vị, nó tiếp nối từng đời hả, có nghĩa là cái hạt giống này tiếp nối, ngọn đèn này tiếp tục mồi cho nhau. Đây là những đức thấy quá hay. Mà con người càng về sau này quý vị biết, con người sẽ bận dữ lắm, chắc chắn luôn. Càng về sau mình sẽ càng bận bịu. Công việc con người mình càng về sau, con người mình cũng như là công cụ làm việc vậy đó. Mình sẽ làm việc đầu tắt mặt tối không có giỡn đâu. Càng về sau vì sẽ thấy mà cái cách tu này nó sẽ làm cho con người ta ở nơi nào cũng lắng động tâm được chút. Ở trong công ty xí nghiệp hay là có cái nơi ở mà của người ta làm việc mà ta cắt cho mình ở đó, thì ngay chỗ đó mình cũng có thể có những lúc cũng dụng công tu được chút để lắng động cái tâm. Những đức tin rằng là cái đạo tràng trên không trung này rất phù hợp nè, rất phù hợp cho cái thời đại này nè, chứ không phải giản đâu. Mà nhất là cái cách tu này nữa, nó quá phù hợp vì chính những đức áp dụng chung quý vị à. Những đức thấy cái pháp tu này quá phù hợp à. Tu rất là nhẹ, rất là khỏe, mà cả đứa con nít mà tu cũng được nè. Bây giờ có nghĩa là bây giờ quý vị cảm giác cái thù thắng này nè. Bây giờ những đức hỏi quý vị bận quá, bây giờ giờ đâu quý vị bật cái điện thoại lên mà quý vị tu, mà quý vị đi dạch cuốn kinh ra. Những đức nói thật sự quý vị không có thời gian để dạch quyển kinh ra hay dạch bài chú ra, mà những đức lại đưa cái cách tu này cho cái đạo tràng không chung này nó quá phù hợp. Tại vì sao? Vì một cái chỗ nhỏ xíu xíu vừa quý vị thôi, mà chiếc điện thoại thôi, thì quý vị cũng ngồi đó niệm Phật chỗ đó, phải đứng chỗ đó niệm Phật được nữa. Còn nếu như giờ những đức làm cho quý vị đi kinh hành thì quý vị đi không được, nó bị trở ngại rồi đó, đi không được. Nhưng mà không biết làm sao mà cái cách tu này mà dù cái chỗ nhỏ xíu xíu gọn quý vị thôi, bật cái điện thoại là quý vị đã là ngồi đó niệm Phật và đứng ngay chỗ đó lễ Phật được rồi. Nên nhà Đức mới nói cái cách tu này nó quá hay. Nếu như nhà Đức đưa ra mà cái chuyện tụng kinh đồ này kia, quý vị sẽ không bắt tiện đó. Không lẽ quý vị đi đâu cầm kinh theo, đâu có dễ đâu. Còn nếu đi kinh hành thì quý vị đâu có dễ đi đâu. Đi kinh hành thì phải có một phạm vi rộng để quý vị đi được. Nhưng mà cái cách tu này nó rất là phù hợp. Thì nhà Đức càng thấy, nhà Đức thấy đúng là cái hay Phật sắp xếp là hay. Phật mà đã sắp xếp rồi thì đúng là quá phù hợp. Nên bây giờ mình có được một cái đạo tràng trên không chung gì quý vị, rất là quý. Nên những người chúng ta biết nhau, mình tu tập xong mình khuyên nhau nè, hãy tránh đi cái thị phi, đừng có nhào vô thị phi, hiểu chưa? Đừng có nhào vô sự hơn thua đấu đá với nhau. Hãy quay về chính mình để lo niệm Phật, lo tu tập. Thật sự mà nói, cái thị phi nó nói giết, nó nói mình giết. Mà mình không nói, nó nói giết, nó nghĩ nói à quý vị. Còn nếu như mình nói thì giống như mình chọc cái thị phi, nó cảm giác như thích thú, nó sẽ nói hoài. Nó giống như Đức Phật nói rằng bây giờ người ta chửi mình, mà mình mà không chửi lại thì người ta tự chửi, người ta tự nhận thôi. Vì mình không nhận cái món quà người ta tặng, hiểu không? Nếu như những cái mà người ta nói mình này kia mà mình lo niệm Phật, những đức tin chắc nó sẽ dừng lại rất mau. Nó sẽ dừng lại rất là mau quý vị. Nó nên bây giờ những cái nơi thị phi, những chỗ ồn náo phiền phức, bản thân tránh bớt, để mình lo cái chuyện giải thoát cuộc đời mình. Còn cái chuyện ví dụ như ai hướng dẫn được cách tu sao, bản thân mình thấy đó là điều tốt. Miễn có tu là tốt rồi. Tụng kinh trì chú niệm Phật, sám hối làm tất cả cách gì cũng là trong nhà Phật dạy, thì đó là tốt với chúng sanh có duyên đó. Còn mình thì niệm Phật, mình lo mình niệm Phật. Nếu mà mình làm được điều này thì thật sự mà nói, Ma Ba Tần không có chen vào phá đạo của Phật được. Có nghĩa là Ma Ba Tần nói rằng là tôi phá cái đạo của ông là tôi phải giống đệ tử của ông, nó phá được. Thì vậy thấy không? Ví dụ như bây giờ mình là hàng Phật tử nè, biết niệm Phật nè, đi chơi chung với nhau nè, mà chăm thọt với nhau nè, đúng là phá cái đạo của mình. Ngồi suy nghĩ coi đúng không? Nó bây giờ mình là người Phật tử, biết tu với nhau nè, chơi chung với nhau nè, mà bữa nay thích nhau, nói chuyện cho nhau nghe nè, ngày mai không thích nhau thì đem nêu cái xấu rồi cho nhau phê phán nhau, phải mình phá cái đạo của mình không? Nó ngồi suy nghĩ đi, mình là người học Phật, mình để phá cái đạo Phật của mình. Nó ngồi suy nghĩ đi, nó mình là đạo Phật, mình lại phá cái đạo Phật của mình. Những đứa tin chắc rằng mỗi một con người mà hướng dẫn tu, họ đều có một nhân duyên nhiều hay ít, không có duyên hết trơn. Cái duyên đó là họ đã gieo với con người đó thuận nghịch á. Nên bây giờ có người đi theo người ta chân á. Bất cứ một ngôi chùa nào cũng có người đến, nhiều ít thôi à.
Nên từ nơi đó chúng ta tùy duyên hết. Bản thân chúng ta bây giờ bắt tay vào cái việc là bản thân mình phải lo niệm Phật, phải lo niệm Phật, lo tu hành. Nó có nghĩa là khi mà ông vô não mà ông đuổi theo Đức Phật, mà ông đòi giết Đức Phật, thì ông gọi rằng: ông Cù Đàm đứng lại, ông Cù Đàm đứng lại. Thì Đức Phật này nói: ta đã đứng lại rồi. Câu này quan trọng, vì nghe này nghe, ta đã đứng lại rồi. Thì vô não nói rằng: ông đi vậy mà ông đứng cái gì? Ông đứng lại, đứng lại. Nói: ta lại đã đứng lại, đã dừng lại, dừng cái ác của ta lại rồi. Tại sao nhà ngươi không dừng cái ác của ngươi lại đi? Thì bây giờ chúng ta ai cũng có cái sai, chúng ta dừng lại cái gì? Dừng cái ác lại. Còn kịp mà. Vì mình còn sống là mình còn cơ hội. Mình dừng cái ác lại là mình còn kịp. Còn nếu như cái tiếp tục cái ác mình cứ tiếp tục hoài, là chúng ta đi thẳng xuống tam đồ là chắc chắn luôn. Nên đó, Đức Phật giáo hóa vô não ác nhất luôn. Ta đã dừng cái ác lại rồi, tại sao ngươi không dừng cái ác ngươi lại đi? Thấy không? Có nghĩa là bây giờ câu này nói với mình, mình cũng dừng lại đi. Dừng lại cái thị phi, dừng lại cái hơn thua đi, dừng lại cái tham sân si đó đi, thì tức khắc đạo pháp sẽ thịnh vượng liền quý vị. Thật sự luôn á. Dừng lại còn kịp, vì mình còn sống còn cơ hội. Nó quay đầu là bờ, còn sống là còn cơ hội à. Dù là lúc trước mình hơn thua đấu đá, mình làm tội lỗi gì, nhưng bây giờ mình chỉ cần dừng lại là có cơ hội liền. Thật sự quý vị. Nên từ nơi đó bây giờ mình là người học Phật, mình không thể nào nhà mình mà tự phá nhà mình được đâu quý vị à. Nếu mình tự phá nhà mình là mình tác hại à. Thật sự chúng ta không có đắc dung thân đâu. Nên chúng ta đều là những người học Phật thôi, phải thương nhau. Mỗi người đều có nhân duyên. Cái duyên người này sẽ dẫn họ đi làm người cũng được. Cái duyên người này người ta dẫn họ đi như thế nào, đó là chuyện cái duyên của người ta. Bản thân mình cứ làm đúng cái nhân duyên của mình cho thật tốt. Mỗi một Phật tử cũng vậy. Quý thầy đồ hướng dẫn tu hành, quý thầy này hướng dẫn mình tu, mình cứ thấy thuận lợi mình cứ tu đi. Nếu như quý thầy kêu mình mà đi gũ cái này người kia, mình gũ được điều đó tốt, có duyên thì mình gũ. Còn nếu mình thấy mình có duyên thì thôi. Nhưng đừng bao giờ dùng cách này cách kia để làm cho quý thầy đối lập nhau, tội nặng lắm. Tuy mình làm thiện nhưng mà mình lại làm ác. Tại vì mình làm nó nghịch duyên, ngược duyên lại, không thuận duyên mà lại làm ngược lại. Nên từ nơi đó mà mình thành ác. Tuy là cái việc mình làm tốt đó, nhưng mà mình làm không có phù hợp nhân duyên. Nó mình phan duyên. Giống như mình muốn khuyên người ta tu mà mình phan duyên. Mình phan duyên đó là mình dùng lờ lẽ nảy nọ đồ mình dụ dỗ người ta là phan duyên, là duyên chưa đến. Có nghĩa nếu mà duyên đủ là người ta sẽ đến với mình. Bây giờ mỗi người chúng ta bây giờ mình lo tu đi. Mình lo niệm Phật lễ Phật cho thật là tốt đi. Tự nhiên người ta thấy người ta 1 năm, 2 năm, 3 năm gì, tự nhiên người ta sẽ thấy cái này nó tốt, người ta sẽ thấy phù hợp, người ta sẽ đến à. Còn bây giờ chưa đủ duyên, bây giờ mình có lôi kéo cũng không được nữa. Nên bây giờ mỗi một con người, những đức khuyên vị, hãy lo tu hành. Được mấy người mình tu mấy người, mình đừng có đi phan duyên. Quý vị nhớ rằng nếu như mà mình phan duyên mà vì cái danh thì bản thân mình cũng khó giải thoát lắm. Thật sự mình phan duyên để vì cái danh mình cũng khó giải thoát lắm. Còn mình làm trưởng đoàn, bây giờ mình dẫn được 5-10 người, 20-30 người được đi tu, tốt. Bây giờ 5-10 người, 20-30 người đó không đi theo mình nữa thì thôi mình tu. Mình không có đặt vấn đề gì cái danh đó nữa, nghĩ. Tại vì bản thân mình còn chưa giải thoát được mà. Không khéo bản thân mình cũng chìm luôn á. Nên thời gian nó cứ đi qua, con người mình sẽ tuổi già sẽ đến. Rồi mình sẽ đi về đâu? Nên từ nơi đó mình phải dừng lại. Phải nhận thức quý vị ơi. Bây giờ những người ngồi hôm nay đủ duyên chúng ta ngồi chia sẻ gì nè. Mình là đệ tử của Phật, căn nhà mình là căn nhà Tam Bảo. Không thể nào mình tự đi phá căn nhà Tam Bảo của mình được, mà mình phải giúp cho căn nhà Tam Bảo mình nó lan tỏa rộng ra, thì đạo pháp có chỗ đứng, chúng sanh được nhờ, thì đó mới là cảm ơn Phật Bồ Tát, cảm ơn chúng sanh. Còn nếu như giờ mình đối lập nhau là không khác là mình hủy diệt nhau. Thật sự mình hủy diệt nhau đó quý vị. Nếu ai có duyên làm được nhiều việc tốt, lợi ích chúng sanh họ cứ làm. Mình chưa đủ duyên, mình cứ âm thầm mình lo mình tu. Đó. Nên những đức nói rằng càng tu tập những đức nhìn thấy ra nhiều cái lắm quý vị. Thật sự nhìn thấy ra rất nhiều cái. Cái duyên nào cũng tốt. Bản thân mình giờ niệm Phật là tốt nhất rồi. Đủ duyên rồi mình cố gắng.
Đó, nên những đức mong rằng là tất cả những người biết những đức đừng chen vào thị phi, đừng chen vào nhân quả người khác. Hãy lo dụng công tu của chính mình. Mỗi ngày có đạo tràng chính không chung gì rồi, rảnh chút thời gian tu, rảnh chút thời gian tu cứ lo tu. Còn rảnh thì bấm số niệm Phật, cứ lo niệm Phật vậy thôi. Nó tuyệt đối đừng đối lập. Vì sao? Ma nói rằng là ta phá cái đạo của ông Cù Đàm chỉ đúng con cái là tôi giống người của ông thôi. Ở trong đó mà tôi len lỏi, tôi phá hoại. Giống như sư tử, không có một con vật nào dám đụng đến, nhưng chỉ có con di trùng trong sư tử cuối cùng ăn thịt của sư tử. Nên chúng ta phải nhớ kỹ điều này. Người học đạo của chúng ta không khéo mình lại tự hại nhau, mình tự hại nhau đó. Nên hết sức là cẩn thận. Nên hiểu được nguyên lý này thôi, mình lo niệm Phật đi quý vị. Có khi làm cho quá chuyện này chuyện kia phan nhiên, mà cuối cùng phiền não đến với mình, cuối cùng biết đi về đâu nữa, đừng nói chi cực lạc. Nên bây giờ được gì rồi, hãy làm tròn trách nhiệm của mình, gia đình, làm con hiếu với cha mẹ, cố gắng phụng dưỡng cha mẹ già đi. Vì những đức cũng đã từng lo cho người già trong chùa chuyện đông, những đức biết rồi. Thật sự mà nói thì điều đó rất là tốt, nhưng mà những đức thấy cái gì cũng không bằng cái chuyện mà làm con mà nuôi cha mẹ đó quý vị à. Dù có nghèo cỡ nào nghèo chứ nuôi cha mẹ, mà bây giờ có cách tu gì nghe, mà tu với cha mẹ già trong nhà hay dữ lắm. Còn nếu mà có duyên mà vô chùa được thì vô chùa. Còn nếu như mình phụng dưỡng được cha mẹ mình là tốt nhất quý vị à. Thật sự là tốt nhất luôn á. Nó nên từ nơi đó mà những điều chia sẻ này quý vị nhớ đừng bao giờ đối lập với nhau. Thí dụ như bây giờ những đức hướng dẫn vị tu mà ai có nói những đức mặc kệ người ta, thì cái câu này của những đức nói thì quý vị cũng mở rộng ra đi. Người nào hướng dẫn vị tu, ai nói người đó, quý vị cứ tùy duyên kể nhân quả của người ta. Bản thân mình cứ lo niệm Phật, bản thân của người hướng dẫn mình cũng lo tu, lo niệm Phật. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chân. Đừng có chen vào nhân quả của họ. Mình như vậy mình mới giúp họ đó, chứ không phải mình nhảy vô mình binh họ là giúp họ đâu, đâu phải thế gian đâu. Phật pháp phải tin nhân quả chứ sao phải như thế gian mà vô đâu, không phải quý vị, hiểu không? Nên mình phải tin nhân quả đi thì quý vị tu sẽ an lạc dữ lắm. Nó bây giờ có đạo tràng không chung này, cố gắng đi, siêng năng niệm Phật, đừng nên giải đãi như đức tin nào đạo tràng này Phật sắp xếp cho mình nè. Cứ cái đà này mình cố gắng, nó cứ cố gắng hết lòng mình, cố gắng mình tu tập thôi. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúc từng nhà an lạc nha. A Di Đà Phật.